Xin chào các bạn. Ở đây mình có vừa có một lô hàng về và đây là củ sạc 2W xịn chính hãng Việt Nam các bạn nhá. Bây giờ các bạn ở đây mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong nó như thế nào và các bạn mua thế nào nó chuẩn nhá. Đây các bạn nhá, thường thường ở Việt Nam ấy thì là sẽ có hai nhà phân phối chủ yếu là đến từ Dizu hoặc là FPT. Thì ở đây là mình lên nhập hàng của FPT nhá. Cái hộp xịn mở một kiện này thân gồm 10 hộp. Thì ở trên này nó có CD đủ 10 hộp này các bạn nhìn này. Đó. Đơn hàng này thì gửi về cho mình nhá. Các bạn nhìn nhá. Đấy, nhập khẩu chính hãng nhá, gửi về cho mình này. Đấy các bạn nhìn nhá. Đó. Thì bây giờ mình sẽ mở ra. Thì khi ở bên trong thực ra là các bạn đi mua được không phải là các bạn nhận được cái này đâu, mà thực ra là các bạn sẽ nhận được một cái củ sạc như này thôi. Đó, sẽ có một chữ tiếng Việt ở đây. Đó, thì nó sẽ là hàng xịn. Đó, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem nhá. Nó sẽ rất là đều. Thế nên các bạn đi mua hàng các bạn phải chú ý nhá. Nhiều khi các bạn mua phải hàng fake ấy, hàng fake nó có nghĩa là các bạn mua phải cái hàng nó rẻ tiền thì nó fake thì nó sẽ hại máy cho các cỏ các bạn thôi. Đó, mình nói thật là như vậy. Thế nên là khi các bạn mua sạc 2W ấy, một là các bạn nếu muốn rẻ thì các bạn mua hãng thứ ba, ví dụ như Beosert hoặc là Anker, hoặc là các bạn muốn mua hàng chính hãng của Apple ấy, thì các bạn nên chọn những đơn vị uy tín để phân phối. Như bên mình chẳng hạn thì bên mình sẽ hàng là chính hãng rồi đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy cái hộp nó đóng rất là cẩn thận như này. Đây. Hàng Apple mà. Đấy nhá. Thì mỗi thùng này mình sẽ có 10 củ sạc. Đấy các bạn nhìn này. Đó. Đấy nhá. Đó. Thì các bạn để mà vì sao các bạn nhiều khi các bạn đi mua lại với củ sạc như này này. Các bạn nhìn thấy chân dẹp không? Đấy nhá. Ví dụ đây cũng là hàng xịn này. Nhưng đây nó không phải là hàng chính hãng Việt Nam mà đây nó chỉ là cái hàng sách tay thôi. Đây ví dụ chân ở Việt Nam, tiêu chuẩn điện ở Việt Nam nó sẽ là hai chân tròn như này. Thì tất cả đồ của Apple hay củ sạc của các hãng khác sẽ hai chân tròn như này. Còn khi các bạn đi mua là hai chân dẹp như này nhá. Thì đây là tiêu chuẩn của thị trường Nhật Bản này, của thị trường Trung Quốc này hoặc của thị trường Mỹ thì nó sẽ là hai chân dẹp như này. Đó, còn Việt Nam hay Hàn Quốc hai chân tròn này, nên khi các bạn mua hàng chính hãng Việt Nam nhá, các bạn lưu ý là người ta bán củ sạc chính hãng Việt Nam sẽ phải hai chân tròn như này. Và ấy, bao giờ củ sạc ấy, mình nói thật là mình nhập hàng về nhiều lắm nó không đóng theo bộ đâu. Nó không đóng theo bộ mà nó chỉ đóng củ riêng này thôi, bởi vì là củ máy mới thì chúng ta đã có cái dây sạc tặng kèm rồi, đúng không? Còn là mình chỉ thấy là còn nếu mà các bạn nhìn thấy sẽ đóng theo bộ này mà nó bán tầm khoảng dưới 500 ấy thì mình khẳng định với anh em các bạn là hàng fake nhá, hàng đấy dùng sẽ rất là hại cho dòng điện của dòng cho điện thoại, cho pin, rất là nhanh cháy pin. Đây ví dụ đây này, mình nhận được một củ sạc fake như này. Mình thì mình không bán. Mà cái củ sạc fake là khách hàng người ta cầm đến người ta báo là bị hỏng mà người ta mua mình, nhưng không phải, bởi vì nhận nhìn thấy củ chân như này là không phải, vì chân như này của mình nó là như này. Là hàng sách tay mình rất hạn chế, mình không bán cái nào ngoài nhiều đâu. Thì ngày xưa mình có người ta nhờ mình bán rồi. Đó, nó chủ yếu là mình bán hàng chính hãng như này nhá. Đắt hơn có 100. Cái này mình bán là 480.000. Mấy cái củ này ấy, thì mình bán là 570.000. Có nghĩa là chỉ đắt hơn 100.000 thôi nhá. Có thể độ gì mình phải bán cái này. Cái này là ngày xưa người ta cái đối tác người ta nhờ mình bán rồi, mình bán rồi. Thế là người ta khi người ta cầm có cái này qua và người ta cho mình xem cái hóa đơn ấy của người ta, thì hóa đơn là người ta mua củ sạc này. Thế mình biết là không phải thì sao thôi rồi. Chắc là anh bị người ta cháo rồi. Thế là mình giữ lại củ sạc cho anh các bạn xem, làm ít xịn luôn, cầm rất là nặng nhá. Đây là củ cao cấp nhá. Củ này ấy thì ở ngoài thị trường thường nó bán là dưới 500.000 cả bộ, thì nó đóng cái set to này, mình không có đấy nhá. Đóng set to bộ. Anh em lưu ý là không nên dùng lại đấy nhá. Một là chúng ta sẽ mua của Anker. Chúng ta mua của Anker như thế này. Nó chỉ là 400.000 thôi là của Anker. Hai là chúng ta mua củ của Beosert dùng cũng được. Đấy nhưng hạn chế thôi nha, mua của Anker này hoặc là mua của này Anker được Apple xác nhận. Đấy, còn là củ như này là chúng ta dùng, chúng ta không nên mua những cái củ kiểu như là thế này nhá. Nếu mà củ này tìm một đơn vị uy tín chúng ta mua cũng được, nhưng mà củ này nó rất dễ bị fake, bởi vì Trung Quốc làm như này nhiều lắm. Củ chân tròn thì ít bị fake hơn. Đó. Và thứ hai nữa là nếu mà có set mà nó dài dài như này, bên trong có cả dây sạc và cả củ sạc nha, mình nói thật nhá. Mình nhập cái bộ nó vào chỉ 80.000 thôi. 80.000 cả củ lẫn dây nhá. Cái đấy dùng rất hay bị chai pin và hỏng máy. Thế nên anh em hạn chế nhá, kể cả nhiều khi anh em đi mua hàng người ta tặng ấy cũng không nên dùng. Ngày xưa mình cũng nhập về để mình tặng mà có 80.000 nhưng nhanh hỏng, vừa củ sạc nhanh hỏng, dây nhanh hỏng và nhanh chai pin. Thế nên mình bỏ nhá. Thế anh em lưu ý nhá, bây giờ muốn mua củ sạc chính hãng iPhone, mua một cái máy iPhone 14 hay 13 Pro Max được tặng dây sạc, thì chúng ta nên chọn những cái sản phẩm như này, chính hãng Việt Nam nhá. Đây, trên hộp có chữ Việt Nam này. Đây. Đó, thì nó có chữ Việt Nam. Đó, thì chúng ta mua nhá. Đó.